xin đọc dân sự. Hoàng hậu Sawati và thứ phi Maganthi gia đều là ngự vua Udena sủng ái. Hoàng hậu Samawati là người đoan trang đức hạnh và trọn tinh tam bảo. Thứ phi trái lại là người tự phụ ác độc. Sau này thứ phi Magathí gia ra lệnh cho chú ruột hại chết hoàng hậu và một số cung nữ bằng cách khóa họ trong cung điện rồi phóng hỏa đốt chết. Khi cái chết kề cận, hoàng hậu Samawati dạy các cung nữ thiền quán về khổ thọ và tất cả đều chứng thánh quả trước khi chết. Thứ phi Maganthí gia sau đó vì lòng tin vào sự sủng ái của nhà vua mà kể ra nội tình câu chuyện. Không ngờ vua Udena nổi giận bắt bà và gia quyến thọ trọng hình chết thảm. Khi nói về hai cái chết này, Đức Thế Tôn dạy rằng một người dốc lòng tu tập dù chết mà bất tử, trái lại kẻ sống với thái độ buông thả, dù có sống nhưng cũng giống như chết rồi. Và thưa viên sự đến đây đã chấm dứt. Con thấy có đại đức Tịnh Đạt mới vào room, con kính đảnh lễ sư. À, con thỉnh sư. Dạ, mời chị Nhật Quỳnh. Dạ, sa thú kính cảm ơn Thích Răng Đông rất là nhiều. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, con thành kính đảnh lễ đại đức Tịnh Đạt vừa quan vào đạo tràng, và con cũng được biết là do sư Manh Thoát nó không cho sư vào, mà bây giờ sư vào được là chúng con rất là mừng. Dạ, mà con mắc cười quá bạch sư. Lúc nãy sư chưa vào đó, con thỉnh đại đức Tự Đức ôn một lượt từ câu 21 đến 25, và cũng thỉnh sư kể luôn. Sư nói con là con thử thách sư Tự Đức bạch sư, nhưng mà con quýnh quá rồi, con biết làm sao. Có sư Tự Đức ở trong room thì con phải thỉnh thôi. Dạ, bây giờ thì có sư vào rồi, và sư Tịnh Đạt không nghe chết rồi. Rằng Đông ơi, chát sư ra ngoài khi trở lại coi nghe được không? Rằng Đông lúc nãy sư không có vào banh thoát được. Rằng Đông hoặc trong đầu tràng đó thôi, con thấy sư nghe được rồi. Dạ, con nói lại. Dạ, lúc nãy sư chưa vào được, con do banh thoát nó không cho sư vào, nên con quýnh quá. Con thỉnh sư Tịnh Đạt lên ôn từ câu số 21 đến số 25. Rồi con thấy sư chưa vào được nữa, nên con thỉnh sư kể luôn để chờ sư Tịnh Đạt vào. Sư Tự Đức nói con là thử thách sư, nhưng mà con quýnh quá, có một vị tăng trong room thì chỉ biết níu y thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Dạ, bây giờ thì con xin được phép thỉnh pháp sư trước khi sư điều họp chương trình ngày hôm nay. Bạch sư, kính mời đạo tràng cùng với Nhục Quỳnh đang tâm thanh tịnh cũng thỉnh pháp sư. Nam mô Bụt Tha. Dạ, Nam mô Tham Ma. Dạ, Nam mô Sang Kha. Dạ, Nam mô Ta Sa Phagato Arahato Sama Sambut Tha Sa. Nam mô Ta Sa Phagato Arahato Sama Sambut Tha Sa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hay, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là Nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn.
Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chân thối không mòn ai những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập Adam, mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng. A thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha. Dạ dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để điều hợp chương trình ôn bài ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi ôn bài được an vui tiến hóa. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. À, dạ bạch sư, sư chưa có cầm mic, con chỉ thấy cái bàn tay không hả bạch sư? Sư có nghe được âm thanh không? Không, sư chưa có cầm mic nên tụi con không có nghe được. Nhà con kính nhân mic đến sư. Dạ, Nam mô Bụt Tha. Dạ, các vị nghe được chưa? À, mừng quá. Dạ, cảm ơn cô Đặng Đông. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ, mừng quá. À, trước tiên thì Tịnh Đạt xin lời sám hối với lại đại chúng, vì hôm nay là ngày Nguyện Hạ, bắt đầu cho 3 tháng an cư mùa mưa, cho nên có cái sự sinh hoạt ở trong chùa, ở trong nội bộ, cho cái chuẩn bị cho 3 tháng an cư mùa mưa được tốt đẹp, cho nên có phần hơi trễ trong cái thời gian sinh hoạt trong diễn đàn. Xin đại chúng hoan hỷ. Lúc nãy thì đã kết nối được wifi nhưng mà chắc chắn là sẽ không có nói chuyện được, bởi vì âm thanh cô Nhật Quỳnh nói chuyện bị giật nhiều lắm. Thì Tịnh Đạt vừa cố gắng để mà đăng ký liền cái gói cước 3G 3G để thử xem, và hoan hỷ may mắn là nó hoạt động được tốt. Dạ, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cái lớp học ôn tập cuối tuần. Tuy rằng thời gian chúng ta bị mất khá nhiều, thì để bắt đầu chúng ta cái cung kính Sư Tăng và toàn thể quý vị chúng ta đảnh lễ tam bảo tóm tắt.
Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadeyami sokkhato bhagavata tammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savakasangho Sangkhang Namami. Dạ con kính lạy Chư Tăng và chào toàn thể quý vị. Hôm nay thì chúng ta sẽ ôn tập ở phẩm thứ hai. Ở phẩm thứ hai phẩm phẩm không sao lãng Appamadawakka. Chúng ta ôn tập phẩm thứ hai từ câu 21 đến câu 25 phải không quý vị? Lần trước Tịnh Đạt có câu 21 đến câu 25. Dạ cảm ơn quý vị. Thì để tranh thủ cái thời gian, Tịnh Đạt sẽ đọc qua một lượt mỗi câu một lần. Chúng ta cùng nhau theo dõi cũng như là đọc theo. Sau đó thì mời các vị chúng ta sẽ cùng nhau giơ tay để mà ôn tập. Dạ quý vị đã sẵn sàng chưa ạ? Appamadawakka phẩm không phóng dật. Câu số 21. Appamado amata padang pamado machuno padang appam Mata nami yanti ye pamata yata mata. Không phóng dật đường sống, phóng dật là đường chết. Không phóng dật không chết, phóng dật như chết rồi. Câu số 22. Ewang visesato nyato appamadammi bandita appamade pamodanti Ariyanang gochare gata. Biết rõ sai biệt ấy, người trí không phóng dật, hoan hỷ không phóng dật, an vui hạnh bậc thánh. Câu số 23. Te cha yino satatika nichang dana parakama pusanti thira nibbanang yorakhe mang anuttarang. Người hằng tu thiền định, thường kiên trì tinh tấn, bậc trí hưởng niết bàn, ắt an tịnh vô thượng. Câu số 24. Uthanavato satimato suchikammasa nisammakarino sanyatasa dhammajivino appamattasa yasopivadati. Nỗ lực giữ chánh niệm, tịnh hạnh hành thận trọng, tự điều sống theo pháp, ai sống không phóng dật, tiếng lành hằng ngày tăng trưởng. Câu số 25. Uthanena pamadena sangyamena dhammena cha dipankariyata metavi yangokho napikirati. Nỗ lực không phóng dật, tự điều khéo chế ngự, bậc trí xây hòn đảo, nước lụt khó ngập tràn. Sa thú lành thai. Và đó là phần ôn tập chung từ câu 21 đến câu 25. Và trong 20 trong các câu pháp cú này thì chúng ta có tổng cộng là 3 cái duyên sự tích truyền. Cái duyên sự đầu tiên là liên quan đến hoàng hậu Samawati. Gồm có nhóm 3 câu kệ ngôn liên tục là câu 21, 22 và 23. Tích truyện thứ hai là tích truyện liên quan đến Tích Kumbhakosaka ở câu pháp cú số 24. Và tích truyện thứ ba liên quan đến trưởng lão Chulapanthaka ở câu số 25. Như vậy thì hôm nay chúng ta ôn tổng cộng là 5 câu pháp cú với 3 duyên sự tích truyện. Và bây giờ thì
Xin kính mời quý vị chúng ta hãy xung phong để cùng nhau ôn tập năm câu kệ ngôn pháp cú này và cùng đọc lại phần duyên sự để chúng ta có cái phước ngày đầu tiên trong ngày hoặc là kết thúc ở trong một ngày. Thứ hai đó là chúng ta một lần nữa đọc lại, ôn tập lại những câu kinh pháp cú, lời Đức Phật dạy và cái duyên sự của câu kệ ngôn pháp cú này. Bây giờ thì xin kính mời các vị chúng ta xung phong. Dạ, Trình Đạt ghi nhận thấy có cô tu nữ Tụy đã xung phong. Bây giờ xin mời cô tu nữ Tụy Duyên sẽ bầu cho buổi ôn tập cuối tuần. Kính chúc quý vị luôn sự an trong cái lúc mà chúng ta học đạo, học pháp. Dạ, xin kính mời cô tu nữ Tụy Duyên. Dạ, sa tu lành thai, dạ, kính tri ân đại đức. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam thánh nữ. Dạ, bây giờ Tụy Duyên xin ôn bài pháp cú kinh số 24. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Tô sát tì mát tô su chí cầm mát sá ni sàm mát cà ri nô sành mát sá thầm mà chì thầm mát chì vi nô áp bá mát tá sá yá sô phi quát thá tí ô thá na ô thá na quá tô sati mato suci kamma sani sammakarino sanyata sa dhamma jivino appamatta saya suti watati Uthana vato sati mato suci kamma di sammakarino sanyata sa dhamma jivino appa mata saya supi watati uthana vato sati mato suci kamma sani sammakarino sanyata sa thakki vino appa mata saya supi watati. Nỗ lực giữ chánh niệm, tịnh hạnh hành thận trọng, tự điều sống theo pháp. Ai sống không phóng dật, tiếng lành ngày tăng trưởng. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Duyên sự cô Nhất Quân có bớt. Dạ, cảm ơn Ngạn Đông. Cùng phát gồ sắc cát là con của một gia đình đại phú. Khi bệnh dịch lan tràn, cha mẹ dạy anh bỏ xứ trốn đi và cũng chỉ chỗ chôn cất tài sản. Khi bệnh dịch chấm dứt, anh trở về tìm được kho báu, nhưng biết suy nghĩ sự nguy người nghèo đi làm công cho được chát, chờ đến lúc thích hợp sẽ sống đời sung túc. Một lần nhà vua đi ngang sớm lao động, nghe giọng nói và cung cách của Cung Phát Vô Saka chỉ định phần hành cho những người làm công khác, thì nhà vua nhận ra đó
phải là một con người giàu có. Vua liền lập kế, sai người tâm phúc giả người làm công vào ở trong gia đình chung với Kumbhago Kassa để tìm hiểu. Sau này, khi anh biết rằng đã gặp được nhà vua và nhận được nhiều sự bảo vệ, nên thổ lộ thân phận của mình, vua phong cho anh làm trưởng khố và gả công chúa và gả công chúa cho anh. Đức Thế Tôn lấy câu chuyện để nêu cao ý chí phấn đấu, biết giữ mình trước những hiểm họa. Dạ, cảm ơn Đông đã bắt tay. Dạ, mời chị Cẩm Nhân tiếp tục chương trình ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sẵn Kha, dạ. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ Giáo Pháp, con kính hành lễ Đức Tăng, con kính hành lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu Pháp Cú số 22. Ê Tăng Quý Xê Xá Tô Nhá Tòa Áp Pá Ma Đâm Hí Pam Đí Ta Áp Pá Ma Đề Pá Mô Đàn Tí Á Rí Gia Năng Vô Chá Rê Rá Ta Ê Tăng Quý Xê Xá Tô Nhá Tòa Áp Pá Ma Đâm Hí Pam Đí Ta Áp Pá Ma Đề Pá Mô Đàn Tí A ri ya nang vô cha rê ra ta. Ê tăng quý sê sá tô nha tòa. A pa ma đâm hí pan đi ta. A pa ma đề pa mô đàn tí. A ri ya nang vô cha rê ra ta. Biết rõ sai biệt ấy, người trí không phóng dật, quan hỷ không phóng dật, an vui hạnh bậc thánh. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Hoàng hậu Samawati qua Thứ Phi Ma Gan Thí Gia đều là những người được vua U Đê Ná sủng ái. Hoàng hậu Samawati là người đoan trang đức hạnh và trọn tin Tam Bảo. Thứ Phi trái lại là người tự phụ ác độc. Sau này Thứ Phi Ma Gá Thí Gia ra lệnh cho chú ruột hại chết hoàng hậu và một số cung nữ bằng cách khóa họ trong cung điện rồi phóng hỏa đốt chết. Khi cái chết kề cận hoàng hậu Samawati dạy các cung nữ thiền quán về khổ thọ và tất cả đều chứng thánh quả trước khi chết. Thứ Phi Ma Gan Thí Gia sau đó vì lòng tin vào sự sủng ái của nhà vua mà kể ra nội tình câu chuyện. Không ngờ vua U Đê Ná nổi giận bắt bà và gia quyến thọ hình chết thảm. Khi nói về hai cái chết này, Đức Thế Tôn dạy rằng một người dốc lòng tu tập dù chết mà bất tử, trái lại kẻ với thái độ buông thả dù có sống nhưng cũng như chết rồi. Và công dân đã ôn bài xong, mến mời bằng tay của Sư Trần Đạo. Cảm ơn sự đón
xin các cậu, xin cậu già. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh đã bớt bài. Buddha ne na abba ma de na sangha ni na dhamme na cha nibbana kayi ra thame thami yang o vo na pi yang o vo na pi kia te buddha ne na abba ma de na sanya ni na da me na cha di bang ka yi ta tha me tha yi yang o kho na pi ki ra te. Nỗ lực không phóng dật, tự điều khé chế ngự, bậc trí xây hòn đảo, nước lục khó lập tràn. Đó là khẩu thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chu Lá Băm Thác Cá là một vị hương xuất gia với lòng thành. Tuy vậy, vì tốt nghiệp bất thiện nên không học, nhớ được một câu kệ trong 3 tháng. Vị sư huynh thấy thế khuyên thầy bàn tục. Chu Lá Băm Thác Cá buồn bã chuẩn bị rời chùa. Mai thay lúc ấy gặp được Đức Phật, bậc điền ngự trao cho tỳ kheo kém trí nhớ một tấm giấy trắng, bảo thầy và cha vào tấm giấy tâm niệm tẩy sạch. Thầy vẫn là sao một chút tấm giấy không trắng thế mà lại có những vết nứt. Bất chợt thầy ngộ được vẻ vô thường và tự giác bừng sáng trong tâm. Sau này Đức Phật lấy đó giáo huấn cho tỳ kheo rằng sự nỗ lực sẽ dẫn đến những kết quả to lớn là tự mình làm nơi nương tựa cho mình. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ xin cảm ơn chị Nhật Quỳnh đã bắt bài. Xin gửi bức thư cho chị Tự Mẫn ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha. Dạ dạ con Tự Mẫn, con xin cúi đầu đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tự Duyên cùng quý chư hộ pháp, anh chị em đạo hữu trong đạo tràng. Dạ dạ cảm ơn Sức Nhật Quân đã bót bài cho em. Xin đọc bài 24 đi, em chen cái mai xích. Dạ xích Trần Đạo mới vừa đọc xong 25. Dạ con xin kệ bài 24 để con kéo xuống. Dạ dạ cảm ơn xích Nhật Quân. Thà na wa to sa ti ma to su chi kang ma sa ni sam ma ga ri no san ya ta sa tham ma chi vi no appa ma ta sa yo so pi wa ta ti. Nỗ lực giữ chánh niệm, tịnh hạnh, hành thận trọng, tự điều sống theo pháp. Ai sống không phóng dật, tiếng lành này tăng trưởng. Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, dạ sau đây con xin kể đi hết giờ. Uthana wa to sati ma to suci kamma tanik sama karino sanya tasa tamma wi jiwi no apap matan sayo sopi watati.
Ukhanawata soti mato suci kamasani sammakarino sanyatasa thamma jivino apamatasa yasoti vatthati. Ông tha ông tha na wa to sa ti ma to su chi kam mat sa ni sam ma ka ri no san nya ta sa tham ma chi vi no Apamantan sayo so thi wat tha ti. Nỗ lực giữ chánh niệm, tịnh hành, hành thận trọng, tự điều sống theo pháp. Ai sống không phóng dật, tiếng lành này tăng trưởng hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc. Chú giải 24. Kumbhago Sakha là con của một gia đình đại phú. Khi bệnh dịch lan tràn, cha mẹ dạy anh bỏ xứ trốn đi và cũng chỉ chỗ chôn cất tài sản. Khi bệnh dịch chấm dứt, anh trở về tìm được kho báu. Nhưng biết suy nghĩ sự an nguy nên giả dạng làm người nghèo đi làm công cho người khác. Chờ đến lúc thích hợp, sẽ sống đời sung túc. Dạ. Nam mô Bố Thầy Giá. Con sao con không thấy được, con không thấy được. Dạ con xin sám hối đạo tràng, con chỉ đọc đến đây cái máy, con không thấy được, chỉ thấy có được một lần nhà vua là còn bao nhiêu là trắng hết. Dạ con xin sám hối với đạo tràng, con xin xuống mít nhường đến cho Xích Ái Minh và máy con không thấy được. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, trường hợp cái kỹ thuật con xin xuống mất, không thấy chữ được nữa. Dạ sa thú lành thay. Dạ quý anh chị nghe rõ không ạ? Nét nó chập chờn chập chờn. Dạ cảm ơn chị Rạng Đông, cảm ơn chị Nhật Quỳnh, cảm ơn cô Đời Duyên, sĩ Trần Phụng. Cây dịch như thế nào á? Có Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Bà Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ơn chư Phật, kính đảnh lễ ơn Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ơn Đức Chư Tăng. Con kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng, kính lễ quý tu nữ ấy, mình kính chào quý anh chị. Con xin phép được chọn câu số 25 trong phẩm không phóng dật. Dạ con xin phép được trả bài. Uthane nabba ma de na sang giá mê na đa mê na chá đi bằng ca di ra tha mê tha quỳ Yang o ko na phi kỳ ra tí Uthane nắp ba ma đề na Sang giá mê na chá đi bằng ca di ra tha mê tha quỳ Yang o ko na phi kỳ ra tí. Nỗ lực không phóng dật, tự điều khéo chế ngự, bậc trí xây hòn đảo, nước lụt khó ngàn. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Uthane nabba ma de na sangya me na da me na cha di bằng ca di ha me tha vi yang o ko na phi ki ra ti. Dạ con xin phép được đọc. Chắc có lẽ là con đọc tại vì con có soạn nguyên cái phẩm pháp cú như cho con đọc cái duyên sự của phẩm pháp cú rồi.
Tương truyền có hai anh em, người anh tên là Maha Banthaka là Đại Lộ, và người em tên là Chu Lá Banthaka là Tiểu Lộ. Maha Banthaka xuất gia khi còn nhỏ, đến lúc 20 tuổi thì tu tỳ khưu, ngài chuyên tâm hành thiền chỉ quán và đắc tứ thánh, hưởng được hương vị giải thoát. Ngài muốn em mình cũng được hưởng như vậy nên về nhà xin cho Chu Lá Banthaka xuất gia. Tỳ khưu Chu Lá Banthaka được người anh chỉ dạy bốn câu kệ như sau: như đó sen hồng là thứ sen thơm ngát, lúc rạng đông nở bừng hương ngào ngạt. Kìa đấng Chí Tôn, ngài rực rỡ quang vinh, tợ vần thái dương trên trời sáng bình minh. Chỉ bốn câu kệ mà suốt 4 tháng tỳ khưu Chu Lá Banthaka vẫn không thuộc, bị anh đuổi hoàn tục. Chu Lá Banthaka buồn tủi trốn ra ngoài tịnh xá. Thấy rõ duyên lành đã đến, Đức Phật đến tế độ ngài. Ngài đưa cho tỳ khưu Chu Lá Banthaka chiếc khăn và bảo là hãy niệm này, tẩy trừ cấu uế, tẩy trừ cấu uế. Hôm ấy Lương Nghi Chi Quá Cá thỉnh tất cả chư tỳ khưu đến vườn xoài của ông thọ thực, có Đức Phật làm tọa chủ, riêng ngài Chu Lá Banthaka vẫn ở chùa hành minh sát. Đức Thế Tôn thị hiện thần thông hóa độ, tỳ khưu Chu Lá Banthaka chứng đắc A La Hán với trí vô ngại giải, và nhờ tuệ phân tích nên ngài thông suốt tam tạng pháp bảo. Khi Đức Phật cho Chi Vá Cá biết ở chùa còn một vị tỳ khưu, ông này sai gia nhân đến thỉnh. Ngài Chu Lá Banthaka sử dụng ý hóa thông, biến thành 1000 vị tỳ khưu y chang như mình, vị thì đang hành thiền, vị đang tụng kinh, vị đang quét chùa. Sở dĩ ngài Chu Lá Banthaka học 4 câu kệ suốt 4 tháng không thuộc là do quả nghiệp kiếp xưa đã chế nhạo một vị tỳ khưu học kinh Bali tối dạ, làm cho vị này chán nản, bỏ sự học tập kinh kệ. Vì thế kiếp hiện tại học 4 câu kinh suốt 4 tháng vẫn không thuộc. Dạ, đó là duyên sự câu pháp cú số 25. Dạ, kính mời Sức Quang Thanh tiếp theo ạ. Nam mô Bụt, Nam mô Đà, Nam mô Sang Giá. Là con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo ân Đức Phật Pháp và Đức Tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh và Đại Đức Đại Đức và Đức Phật Đạt. Con lễ quý bà, con kính lễ duyên xin đọc cái câu pháp cú 21 trong tổng thống dẫn. Abba ma đồ amata ba đằng ba ma đồ mai chu nô ba đằng áp ba ma ta ra tha ma ta áp ba ma đồ a ba đằng ba ma đồ mai chu nô ba đằng áp ba ma ta ra tha ba ma ta ra tha ma ta. Rõ không cô Nhật Quỳnh? Bây giờ nghe được chưa ạ? Alo, alo, ai nghe được rõ cho con tín hiệu với. Dạ, con chạy vào trong nhà. Sao con ở ngoài? Dạ, bây giờ nghe rõ chưa ạ? Dạ, rồi ạ, dạ. Dạ, con... kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh và Đại Đức Tịnh Đạt và Đại Đức Tuệ Đức. Con kính lễ cô Tu Nữ Tuệ Duyên và con xin đọc bài câu pháp cú 21. Appamado Appamado Amata Ba Đằng Appamado Machuno Ba Đằng Appama Matana mi ran ti re ba ma tha ta ra tha ma ma ta ap pa ma do a ma ta ma đăng ba ma do mạnh chúc chu no
bà đăng bà mata na mi ran ti re ba mata ra tha mata. Không phóng dật đường sống, phóng dật là đường chết. Không phóng dật không chết, phóng dật như chết rồi, của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Con xin đọc duyên sự. Hoàng hậu Samawati và Thứ Phi Maganthiya đều là người được vua Udena sủng ái. Hoàng hậu Samawati là người đoan trang đức hạnh và chọn tin Tam Bảo. Thứ là người tự phụ ác độc. Sau này Thứ Phi Maganthiya ra cho hại một số cung nữ bằng cách khóa họ trong cung điện rồi phóng hỏa. Khi cái chết kề cận, Hoàng hậu Samawati dạy các thiền quán về khổ thọ và tất cả đều chứng thánh quả trước khi chết. Thứ Phi Maganthiya sau đó vì lòng vào sự sủng ái của nhà vua mà kể ra một câu. Không ngờ vua Udena nổi giận bắt bà và ra quyến họ trọng hình chết thảm. Khi nói về hai cái chết này, Đức Thế Tôn dạy rằng một người dốc lòng tu tập dù chết mà bất tử, trái lại kẻ sống với thái độ buông thả dù có sống nhưng cũng giống như chết rồi. Dạ con đã đọc và kệ xong. Dạ con xin xuống mic, con mời chị Trần Phụng ạ. Sa thú văn thanh. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức. Con kính lễ cô tu nữ tội duyên. Con kính chào quý cô chú. Dạ cho con được đọc câu Pháp Cú số 25. Dạ con rất là thích cái câu này. Dạ dạ thưa sư, bởi vì con học kinh con cũng không có nhớ. Uttha ne nabba ma de na san ya me na da me na cha di bang ca di ra tha me tha vi yang o go na thi kỳ ra ti. Uttha ne nabba ma de na san ya me da na me na cha đi bằng karitra tha mê tha vi yan o go na thi kỳ ra ti. Nỗ lực không phóng dật, tự điều khéo chớ ngự, bậc trí sai hoàng đảo, nước lục khó ngập tràn. Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Uttha ne nam bà ma de na sanya me na da me na cha di bang kariyi ra tha me tha vi yang o go na phi ki ra ti. Uttha ne nam ba ma de na sanya me na da me na cha đi bằng kari ra tha me tha ri vi yang o go na phi ki ra ti. Dạ cho con đọc duyên sự. Dạ con cảm ơn cô Rạng Đăng. Chu Lá Bàn Tha Cá là một vị tỳ khưu xuất gia với lòng thành. Tuy vậy, vì tốt nghiệp bất thiện nên không học nhớ được một câu kệ trong 3 tháng. Vị sư huynh thấy thế khuyên thầy hoàng tục Chu Lá Banh Thá Cá buồn bã chuẩn bị rời chùa.
May thay lúc ấy gặp được Đức Phật, Phật điều ngự trao cho tỳ kheo kém trí nhớ một tấm vải trắng, bảo thầy chà vào tấm vải ấy với tâm niệm tẩy sạch. Thầy vâng lời, nhưng sau một lúc tấm vải không trắng thêm mà lại có những vết bẩn. Thấy chợt bất chợt thầy ngộ được lễ vô thường và tuệ giác bừng sáng trong tâm. Sau này Đức Phật lấy đó giáo huấn chư tỳ kheo rằng sự nỗ lực sẽ dẫn đến những kết quả to lớn, tự mình làm nơi nương tựa cho mình. Dạ hết, dạ sáng thú, dạ cũng hết giờ, dạ con xin nhân mít lại và đạo tràng ạ. Dạ sa thú kính cảm ơn từng phụng. Dạ nam mô Bụt Tha giá, mặc dù hết giờ nhân con cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi kết thúc buổi học ngày hôm nay. Dạ con kính dâng mít đến sư và cảm ơn tất cả quý vị đã ôn bài. Dạ con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ sa thú lành thai. It's 8 o'clock. À thực sự đó là quan hỷ. À, trong cái buổi học cuối tuần, ôn tập cuối tuần, không biết quý vị có cảm giác như thế nào chứ cái buổi ôn tập cuối tuần này phải nói là một cái sắc thái rất là đa dạng. Tự thân mình, tự thân các vị cố gắng để mà hoàn thành cái bài ôn tập, có cái sự tinh tấn, nỗ lực và có cái sự tác ý mạnh mẽ. Và qua đó là Tịnh Đạt có thấy được là cái sự quyết tâm của quý vị ở trong cái lúc mà ôn bài. Và các quý vị đọc với những cái cách đọc khác nhau, cũng như là cái âm của các vị khi mà đọc duyên sự nó cũng có cái sự lôi cuốn. Đó là những cái điều mà rất là hoan hỷ trong cái lớp học. Tuy là chúng ta là cái tổ chức cái lớp học này là nó cũng rất là tình cờ. Trong khi chờ đợi một cái vị giảng sư đảm nhiệm cái ngày Chủ nhật. Tuy nhiên thì qua khoảng thời gian ngắn là chúng ta thấy là rất là hoan hỷ. Không biết là ở trong diễn đàn Pháp Cú Kinh này, chúng ta đa phần là chúng ta đều là những cái vị tham gia lâu rồi. Không biết là có những vị mới nào khi mà mới tham gia diễn đàn mà chưa được học cái cách đọc Pali không? Tại vì nếu mà có cơ hội thì chúng ta nên học cái cách đọc Pali, bởi vì đây là ngôn ngữ chung, ngôn ngữ chung cho cái hệ phái riêng, cái hệ phái Theravada Nguyên Thủy. Khi mà mình học được cái từ Pali này, thứ nhất đó là mình có thể giao tiếp, mình có thể hòa hợp với lại chư tăng, chư ni, chư Phật tử thuộc hệ phái Nguyên Thủy khắp nơi trên thế giới. Và cái điều lợi ích nữa đó là chúng ta có thể tìm hiểu rõ ý nghĩa ở trong những cái bài văn, những cái bài kinh được ghi lại, được chép lại. Đó là những cái lợi ích rất là cần thiết khi mà chúng ta có cái dịp để mà học, đọc và hiểu cái ý nghĩa của kinh Pali. Nếu như vị nào có cái nhu cầu thì chúng ta sẽ tìm cái cơ hội. Trong diễn đàn này thì có nhiều vị cũng rất là rành về Pali, chúng ta có thể liên hệ để mà học trước tiên là cái cách đọc, để mà có thể tham gia ôn tập cho được quan hỷ. Và bây giờ thì chúng ta cũng hết giờ rồi, nhưng mà xin được ít phút đó là tại vì hôm qua Tịnh Đạt có dân thay đại diện dân cái tịnh tài.